Hello, thầy Trọng xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ cùng với chúng ta chữa đề thi thử lần 2 môn hóa của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định. Một cái đề thi này có vẻ nhìn rất hay và rất nhiều câu khó, đúng nhỉ? Chúng ta cùng thầy chữa luôn nhé. Câu số 41, trong công nghiệp nhôm điều chế trực tiếp từ đâu? Thì điều chế trực tiếp từ Al2O3. 42, tính chất vật lý nào sau đây không phải do E tự do gây ra? Thì nó chính là tính cứng. Chúng ta chú ý hộ thầy là các tính chất vật lý chung của kim loại đó là tính dẻo, tính dẫn nhiệt, dẫn điện và ánh kim. Còn tính cứng nó không phải do E tự do gây ra. Câu 43 là một mẫu khí thải này. Có các khí này thì thường là những khí này là CO2, SO2, NO2 và HS đều là oxit axit hoặc có tính axit thì bọn này sẽ được hấp thụ bằng dung dịch nước vôi trong là hiệu quả nhất nhé. Nên câu 43 chúng ta chọn D. 44, kim loại canxi tác dụng với nước tạo ra khí hydro và gì? Và CaOH 2 lần. 44 chúng ta chọn A. Câu số 45, một loại nước cứng mà khi đun sôi mất tính cứng thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn cho thầy là hai cái muối hydrocarbonate của canxi với magie. 45 chúng ta chọn A. Câu số 46, crom 6 oxit có màu gì? Thì có màu đỏ thẫm nhé. Câu 47, phát biểu nào sau đây sai? Thứ nhất là hàm lượng carbon trong thép cao hơn 100 g, thì cái này sai. Nhớ là trong thép nó từ 0,02 tới 2% carbon, còn trong gang từ 2 đến 5% carbon. Vậy thì câu A là sai luôn. 47 chúng ta chọn A. Được chưa? 48, ở điều kiện thường chất nào là chất lỏng? Thì mình sẽ chọn anilin. 49, số nguyên tử carbon trong axit stearic là 18 carbon, C17H35COH, lấy C17 cộng thêm một cái carbon ở COH thành C18. Câu 50, kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Điện phân nóng chảy thì chúng ta sẽ tìm cho thầy các kim loại hoạt động mạnh, đó là chúng ta sẽ chọn natri. 50 thì chúng ta sẽ chọn thầy D. 51 là chất nào sau đây gọi là sút ăn da thì mình chọn NaOH. 52, công thức này tên là gì? Được chưa? Tên anh này là etin với metin thì ta đọc etin trước nhé. Etin metinamin. Câu số 52, chúng ta sẽ chọn thầy phương án của mình là C. Được chưa nhỉ? Câu 53, ancol nào sau đây là ancol đa chức thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn glycerol. 53 thì mình chọn B. Câu 54, polymer thiên nhiên mà có 98% bông nõn ở trong bông nõn thì nó chính là cellulose. 54 em chọn D. Câu 55, etin propionate thì đáp án của mình là D. Được chưa? Những câu này rất là được cơ bản. Câu 56, nhỏ chất nào sau đây vào ống nghiệm chứa AlCl3 không thu được kết tủa nhé. Không thu được kết tủa thì chúng ta sẽ chọn thầy phương án C. Bởi vì câu A thì nó có kết tủa làm AlOH 3 lần, câu B cũng vậy. Câu D thì em nhớ thầy là NH3 thì nó đóng vai trò như một bazơ thì gặp AlCl3 thì nó tạo thành kết tủa AlOH 3 lần. Đó là kết tủa keo trắng, còn NaCl không phản ứng. 56C. Câu số 57, trong thực tế người ta không sử dụng phương pháp nào sau đây để bảo vệ sắt khỏi bị ăn mòn. Câu A là bôi dầu mỡ được này. Câu B là tráng kẽm được này. Câu D phủ lớp sơn, còn câu C là gắn đồng lên sắt thì lúc này tôi có pin đồng sắt. Thì sắt là cực âm, đồng cực dương thì cái này lúc này này sắt sẽ bị ăn mòn. Đấy, nên là chúng ta sẽ không thể dùng đồng để bảo vệ cho sắt được. Nên câu 57 chúng ta sẽ chọn C. Câu số 58 nó hỏi cao su thiên nhiên là polymer của gì? Của isopren. 58B. Câu 59, công thức chung của oxit kim loại nhóm 2A thì oxit kim loại nhóm 2A là R hóa trị 2, ta chọn RO. 59 là D. Câu 60 là ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa yếu nhất thì ion đấy phải đứng đầu tiên trong dãy điện hóa thì em chọn thầy K cộng. 60 em chọn C. Được chưa? 61, phản ứng nào sau đây chứng minh hợp chất sắt 2 có tính khử? Có tính khử thì nó phải tác dụng với chất oxy hóa. Vậy thì chất oxy hóa điển hình nhất ở trong bài này chính là HNO3. Lúc này là FeO bị oxy hóa lên mức cao hơn là từ sắt 2 lên sắt 3, đúng nhỉ? 61B. Câu số 62 thì đề bài nó hỏi em là thí nghiệm nào không thu được đơn chất. Đấy, thì thí nghiệm A không có đơn chất này. Thí nghiệm A nó chỉ có kết tủa AgCl, nó là hợp chất. Câu B nhé, đồng nó đẩy được bạc ra này. Câu D nhôm cho vào kiềm biến thành đơn chất là hiro này. Câu C thì natri cho vào dung dịch này có nước thì biến thành đơn chất là hiro. Được chưa? Câu số 62, kem chọn thầy phương án A. Câu số 63, cho đồng với sắt vào axit loãng được khí. Khí hiro là 0,2 mol thì sắt của mình là 0,2 mol. Đúng chưa? Đồng không phản ứng em ạ. Vậy thì chúng ta có ngay là M thì mình sẽ lấy 14 trừ 0,2 nhân 56 thì nó bằng bao nhiêu? Chúng ta lấy máy tính ta bấm thôi. 14 mà trừ đi 11,2 chắc là 11,2 thì nó còn 2,8 rồi. 2,8. Bài này chúng ta sẽ chọn thầy phương án B. 63 là B. 64 nó hỏi em là số polymer dùng để sản xuất vật liệu có tính dẻo thì chúng ta có polystyrene này. Để chơi chúng ta có polyvinyl chloride này. Chúng ta có polyphenol formaldehyde là nhựa PPF này. Polybutadiene thì anh này là cao su nhé. Vậy thì bài này chúng ta sẽ chọn 3 chất. 64 đáp án của mình là C. Câu 65 nó cho amin tác dụng với HCl thành muối thì chúng ta có ngay là số mol của X thì nó bằng số mol HCl. Em bấm máy tính là 19,1 trừ đi 11,8
chia 36,5 thì cái này bằng 0,2 mol này, nhả mồm ra. Từ đó chúng ta bấm được thầy M lớn của X, lấy 11,8 chia 0,2 thì nó bằng 59. Vậy thì anh này là C3H9 nitơ. Đúng nhỉ? Số công thức cấu tạo, bài này nó không nói là bậc mấy thì chúng ta sẽ có, nếu áp dụng công thức giải nhanh là 2 mũ 3 trừ 1 thì nó bằng 4 công thức cấu tạo, được chưa? Đấy, 4 công thức cấu tạo ta ghi là đồng phân đi. Vậy thì bài này chúng ta chọn D. Còn nếu mà em thích vẽ thì em vẽ thế này này, là amin bậc 1 đây nhé. Bậc 1 thì có 2 anh. Đúng chưa? Bậc 2 của mình đây, các em tự điền hero nhé. Và bậc 3 nữa. Đấy, tổng là 4 chất. Tốt nhất là dùng thức giải nhanh 2 mũ N trừ 1. 65 đáp D. Câu 66 thì cái NaHCO3 của mình là khối lượng mol là 84, 16,8 chia 84 là 0,2 mol. Đấy. Cân bằng tỷ lệ là NaHCO3 2 và 1 CO2 thì CO2 của mình là 0,1 mol. Nên chúng ta nhân 2,4 đan C, 66C, được chưa? Câu 67 là xà phòng hóa este này được muối y tráng gương, muối y tráng gương của mình chính là HCONa, đúng không? Đấy, cái này là nó hỏi là ancol. Vậy thì chúng ta nhìn thầy này, nếu mà câu A thì chỗ này nó biến thành anhydride thì không được này. Đấy, câu D thì chỗ này thành ancol anilic, đúng, đoán D luôn nhé. Cho vào NaOH thì muối tráng gương là HCONa. Ancol của chúng ta nó là ancol anilic. Ancol anilic, được chưa nhỉ? Nên 67 chúng ta chọn D. Câu số 68, 68 thì nó cho em cái chất này là có công thức là CH3COC10H17 mà số mol NaOH của mình nó là 0,01. Thì em lấy cho thầy 0,01 nhân với phân tử khối anh này nhé. Câu 68 thì phân tử khối nó 196 nên chúng ta chọn 1,96 g. Đấy là câu 68. Câu 69, số phát biểu đúng. Thứ nhất là hydro hóa hoàn toàn khử glucose bằng hydro được sorbitol, câu này đúng này. Câu thứ hai nó bảo là trong phản ứng hóa học glucose vừa xóa vừa khử, đúng, bởi vì nó có nhóm aldehyde thì vừa xóa vừa khử. Trong công nghiệp dược phẩm saccharose để pha chế thuốc, đúng. Tiếp tục amylose với pectin đồng phân của nhau là sai, không cùng công thức phân tử thì không thể đồng phân được. Câu cuối cùng là hai này đều tan tốt trong nước có vị ngọt, chính xác. Vậy thì bài này chúng ta sẽ chọn thầy phương án C. 69 đáp án của mình là C, được chưa? Câu 70 là câu về phản ứng tráng bạc. Để tráng 50 chiếc gương soi có diện tích bề mặt là 0,4 mét vuông với độ dày là 0,1 micromet thì người ta cần bao nhiêu gam glucose? Rồi ok, thì chúng ta đổi hết cho thầy ra centimet, nhưng tại vì khối lượng riêng của nó là đơn vị gam trên centimet thì 0,4 mét vuông thì ta ghi nó cho thầy nó thành bằng 4.000 centimet vuông này. 0,1 micromet bằng 0,1 nhân với 10 mũ trừ 4 centimet. Vậy thì câu 70 chúng ta giải đây. Chúng ta có ngay là tổng V của bạc. Thì thể tích của bạc thì chúng ta sẽ lấy diện tích là 0,4 mét thôi, thay đổi luôn. Ta lấy 4.000 centimet này nhân với 0,1 nhân 10 mũ trừ 4 này. Được chưa? Đấy. Thì cái này nó bằng, nhưng mà ta nhân luôn cho thầy với 50 tấm gương nhé. Nhân 50 tấm gương. Đó, được chưa? Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 4.000 nhân 10 mũ trừ 4. Cái này chắc còn 0,4 rồi. 4.000 nhân 0,1 nhân với 10 mũ trừ 4 nhân 50 luôn. Thì nó sẽ bằng 2 cm khối. Đấy là tổng lượng bạc. Đấy, sau đó chúng ta bấm thầy là khối lượng của bạc thì nó bằng V nhân D. V nhân D. Chúng ta bấm luôn là V là 2 nhân với D là 10,49. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Nhân 10,49 thì nó sẽ bằng là 20,98 g. Hay là bao nhiêu mol? Em chia cho thầy 108 thì nó sẽ bằng là 0,1943, 0,1943 mol. Mà ta biết là glucose tráng gương sinh ra hai bạc, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ suy luôn cho thầy là số mol của glucose thì sẽ bằng 0,1943 chia 2. Nhưng mà hiệu suất của quá trình là 65% chia tiếp cho 65%. Được chưa? Cho chúng ta tính luôn khối lượng nhé và chúng ta nhân cho thầy với 180 là ra kết quả. Chúng ta chia 2 này, chia 0,65 và nhân 180 thì kết quả của chúng ta nó sẽ bằng 26,897 là 26,9 g. Câu 70 chúng ta chọn thầy phương án A. Được chưa? Câu 71. Câu 71 thì nó bảo em đó là dẫn CO dư qua cái hỗn hợp các oxit này thì được chất rắn X. Vậy thì nhớ là CO nó khử được oxit kim loại đứng sau nhôm thì X của mình chỉ có đồng này. Hai anh kia để yên là MgO với Al2O3. Được chưa? Và hỗn hợp khí bây giờ nó chính là CO2 với CO còn dư.
cho y vào nước vôi trong dư, được chưa? Đấy, tiếp tục dẫn x vào HCl dư được dung dịch Z, thì dung dịch Z của mình nó chính là MgCl2, AlCl3, đúng không? Đây là Z và HCl dư. Chất rắn T của mình chính là đồng nhé, chất rắn T là đồng. Thế câu 71 nó hỏi phát biểu nó đúng, câu A nó là hỗn hợp khí y bị hấp thụ hoàn toàn bởi nước vôi trong dư là sai. À, em ghi mở ngoặc là CO không bị hấp thụ, không bị hấp thụ. Câu A là sai. Câu B là hỗn hợp khí x tác dụng với hỗn hợp x tác dụng HCl không sinh ra khí, đúng, bởi vì các cái oxit này tác dụng thì chỉ sinh ra muối với nước thôi. Câu này đúng. À, dung dịch Z có 4 chất tan, sai. Z của mình chỉ có 3 chất tan thôi. 3 chất tan. À, chất rắn T chỉ có một kim loại, đúng. T chính là đồng, đúng nha. Vậy thì bài này chúng ta có hai phát biểu đúng. 71 đáp án của mình là A. Câu số 72, 73 thì thầy sẽ chữa xuống bên dưới nhé. Thầy chữa câu 74 trước. Câu 74 nó bảo anh này là một dipeptide của một alpha amino acid. Em thấy là anh này là O7 cơ. Thì nếu em nhớ đến C10 nữa, dipeptide C10 thì mỗi một cái amino acid nó sẽ có 5 carbon, mà 5 carbon thì chính là glutamic. Thì em nhớ thầy là glutamic thì công thức là gì? Glutamic thì công thức của mình nó là HOOC nối CH2 hai lần nhé. Hai cái nhóm xét hai liên tiếp ấy. À, hay chúng ta có thể đổi thành là C5H9NO4. Nếu mà em lấy hai phân tử này lên thì nó sẽ thành C10 này. H2 phân tử này nó là 18 nhưng mà phải trừ đi một nước thì nó còn H16 chuẩn này, đúng không? Đấy, và trừ đi một nước thì bây giờ hai thằng hai lần 4 oxy là thành 8 oxy, trừ đi một nước thì còn 7 oxy này và hai nitơ là chuẩn. Đây chính là glu glu, được chưa? X của mình chính là glu glu. Đấy, vậy thì y của mình nó sẽ là glu natri 2. Chúng ta tự hiểu nó có hai cái nhóm CONa thì biến thành hai cái có hai nhóm COH thì biến thành hai cái đầu CONa. Bây giờ y bây giờ cho vào HCl thì Z, Z của mình chúng ta thể vẽ cấu tạo luôn nhé. H2N này. C3H5 CONa hai lần thì bây giờ cái đầu đầu tiên nó cũng phản ứng thì nó biến thành CLH3N này. Hai cái đầu CONa thì biến thành COH tất cả hai lần. Được chưa? Đấy là các công thức mà chúng ta cần tìm. À, bây giờ nó bảo em là ở điều kiện thường chất rắn T là dễ tan trong nước. T là gì đây? T của mình chính là glutamic. T là glutamic. Bây giờ nó bảo là dễ tan trong nước nhiệt độ chảy cao, đúng này. Câu A đúng. Được chưa? Câu B nó bảo 1 mol X tác dụng tối đa với 2 mol NaOH là sai, tác dụng với 4 mol NaOH. Cái này phải là 4 mol. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là ở đây mình phải cân bằng 2 vào cái phân tử này. Được chưa? 2 vào phân tử này đây, chính thầy có thể cân bằng lên bên trên này. Bởi vì mỗi một phân tử này có 2 natri thì 2 phân tử này là 4 natri. 4 natri phải cần 4 NaOH. Câu B sai. Câu C Y được dùng làm gia vị là sai. Gia vị phải là mononatri cơ. Đấy. Mononatri. Glutamate cơ. Làm bột ngọt vì chính, đúng không? Thì đấy mới là gia vị nhá. Chứ còn cái anh này là dinatri không phải. X là hợp chất hữu cơ tạp chức. X của mình thì nó là dipeptide thì nó có cả liên kết CONH, cả nhóm COH, cả nhóm NH2 thì câu này tạp chức là đúng. Phần trăm khối lượng của clo trong Z chiếm 19,216%. Chúng ta thử bấm cho thầy nhé. Ta bấm thầy là phần trăm clo trong Z thì chúng ta sẽ có là 36,5 này. Chia phân tử khối của Z để thầy bấm luôn. Thầy sẽ lấy 147 là glutamic và cộng với 36,5. Chia cho là 183,5. Thì nó sẽ bằng 19,89%. Đấy. Như vậy thì câu E của mình là sai. Chốt lại là mình có hai ý đúng. Câu 74 chúng ta chọn A. Được chưa? Câu 75 thì chữa xuống bên dưới nhé. Câu 76, điện phân NaCl bão hòa có màng ngăn. Vậy thì dung dịch của mình chính là NaOH, đúng chưa? Và khí Y của mình gồm có khí clo với khí hydro. Điện phân dung dịch có màng ngăn rất dễ. Câu A, trong quá trình điện phân dung dịch này khối lượng dung dịch giảm. Thì em nhớ thầy điện phân thì các khí thì nó đã bay đi rồi, thì hiển nhiên là dung dịch giảm là đúng. Câu B thì nó bảo em đó là trong quá trình điện phân khối lượng cathode không thay đổi. Chúng ta thấy ngay cathode của mình nó không có gì bám vào, đúng nha, thì cathode không thay đổi là đúng. Thể tích khí thoát ra ở cathode bằng an với anode là bằng nhau. Chúng ta có thể viết ngay phương trình là NaCl này cộng nước điện phân dung dịch có màng ngăn thì biến thành NaOH cộng clo với hydro. Thì chúng ta nhìn cho thầy cái câu này nó dùng chữ thể tích là đúng, được chưa? Điện phân dung dịch có màng ngăn thì chúng ta thấy ngay là clo với hydro cân bằng bằng nhau nên câu C đúng. Câu D là dung dịch X hòa tan được Al23, hiển nhiên vì dung dịch X của mình có kiềm. Câu E là thêm hỗn hợp KHCO3 với lại CaCl2 vào X thì được kết tủa. À, từ từ, bài 76 nó bảo thu được Y gồm 3 khí à. 3 khí vậy thì nó phải thêm một cái điện phân nữa. Thì xin lỗi là nước
đúng không? Điện phân thành H2 với O2 nữa, nên là ba khí của mình ở đây nhé. Đấy, nên là cái câu thể tích anode với cathode là không bằng nhau. Cái này thầy xin lỗi, thầy đọc thiếu cái chữ ba khí. Cái này là không bằng nhau bởi vì là cathode của mình ấy thì nó có khí hydro, còn anode thì nó có clo với oxy, được chưa? Nên là câu C của mình là không đúng, câu D của mình vẫn đúng nhé. Bởi vì dung dịch của mình có kiềm mà thì nó sẽ hòa tan được Al2O3. Câu E thì cái này có kết tủa nó đúng, bởi vì sao? Bởi vì kiềm của mình là OH trừ này, gặp HCO3 trừ biến thành CO32 trừ và nước. Sau đó là CO32 trừ kết hợp với canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3 kết tủa. Được chưa? Vậy thì bài này 4 câu đúng thôi. Câu 7, 6 đáp án của mình là B. Rồi. Cái câu này đọc kỹ mà, tại vì tâm lý chung là đọc cứ đọc là điện phân dung dịch có bằng ngăn mỗi vậy là dừng. Đấy, nhưng mà đọc kỹ là Y gồm 3 khí thì sau khi điện phân xong dung dịch NaCl thì tiếp tục đến nước điện phân một mình, đúng không? Nước điện phân một mình thì sinh ra cả H2 và O2, nên tôi sẽ có hai khí ở anode và một khí tại cathode, thể tích của chúng không bằng nhau. Chúng ta nhìn thấy ngay là hydro ở đây gấp đôi oxy này, chắc chắn là không bằng nhau rồi. Đó là câu 76. Câu 77 thầy sẽ chữa bên dưới. Câu 77 thực tế cái đề của Sở Nam Định này ăn trộm từ đề của trường chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An. Đấy. À, câu 78. Câu 78 thì có khoảng trống để viết thì thầy viết vào đây luôn. Câu 78 nó bảo đây là cái pin nhiên liệu này, nó bảo 176 gam propan là C3H8 thì cái này là 4 mol này. Đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy ngay là tổng năng lượng tỏa ra. Chúng ta có thể dùng chữ delta H hoặc là Q cũng được. Thì tôi có là 1 mol thì nó tỏa ra bằng này. Đấy, đọc đề bài đấy. Thì tôi có 4 mol là 4 x 2497,66. Đây chính là tổng năng lượng tỏa ra. Đúng không? Hiệu suất quá trình O6 propan 80% ta nhân với 80%. Nhé. Rồi. Và một bóng đèn thì 1 giờ tiêu thụ hết 72 kJ. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ suy thầy là số giờ. Thì chúng ta sẽ lấy delta H chia cho 72, thay số thì là xong, lấy 4 x 2497,66 nhân 80% và chia cho 72 là kết thúc câu 78. Chúng ta có 4 x 2497,66 nhân 0,8 chia cho 72 thì số giờ chúng ta sẽ là 111 giờ. Đáp án của mình là đáp án C. Câu 78 đáp án C. Được chưa? Đấy, câu 79 chữa xuống bên dưới. Câu 80 thì có thể chữa luôn vào đây. Câu 80 nó bảo em là nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp này, trong đó số mol CuNO3 2 lần bằng 2 lần số mol của FeNO3 2 lần. Ta đặt cho thầy là X Y với 2Y. Được chưa? Nó bảo là nung xong nhé, thì nó dẫn hỗn hợp khí vào nước. Thì tôi được 1,2 lít dung dịch Y. Y chỉ có một chất tan duy nhất, chính là HNO3. Được chưa? Y chứa HNO3. Tại sao vậy? Tại vì NO2 cộng oxy cộng nước ấy, thì nó biến thành HNO3 cân bằng 4 đây này. Đó, đấy là lý giải tại sao Y chỉ có một chất tan. Rồi, thế bây giờ pH bằng 1 thì chứng tỏ là số mol HNO3 thì nó bằng 1,2 x 10 mũ trừ 1 thì nó bằng 0,12 mol. Được chưa? Đấy là HNO3. Bây giờ chúng ta nhìn trong thầy cái sơ đồ nhiệt phân nhé. KNO3 này, FeNO3 2 lần này, CuNO3 2 lần. Nhiệt phân thì nó biến thành KNO2 này, Fe2O3 này, CuO, đúng không? Và hỗn hợp khí của chúng ta nó chính là NO2 với oxy. Đấy. Rồi. Ở đây thì chúng ta thấy ngay nó bảo là 1,2 lít dung dịch có pH bằng 1 thì bây giờ cái này là 0,12 thì anh này sẽ là 0,03 và anh này là 0,12. Đúng chưa? Vậy thì anh này nó sẽ là 0,12 và đây là 0,03. Chúng ta sẽ đặt cho thầy đây là X, đây là Y, đây là 2Y. Phương trình đầu tiên là bảo toàn nitơ. Thì chúng ta thấy ngay là X thì cộng với 2Y cộng với 2 nhân 2Y là 4Y. Thì nó bằng X cộng 0,12. Giải ngay phương trình tìm được Y bằng 0,02. Được chưa? Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ lập cho thầy phương trình số 2. Thì em có thể bảo toàn oxy, hoặc không thì em có thể bảo toàn E, đúng nha. Em có thể bảo toàn E cho thầy nhé. Bảo toàn E từ đầu đến cuối này. Thì ta biết là KNO3 nitơ từ dương 5 về chỗ này là dương 3 thì nó nhận 2E, đúng không? Nhưng mà sắt của chúng ta đang từ sắt 2 lên sắt 3 thì nó nhường 1E. Đó. Và cuối cùng cái hỗn hợp này của chúng ta này là nó đưa hết vào đây, chúng ta có thể viết thêm thầy hỗn hợp này mà cho vào nước thì nó biến hết thành HNO3. Thì nitơ của mình từ đầu nó dương 5, nó về ở đây là dương 3, nhưng mà cái đoạn bằng dưới đằng chỗ đằng NO2 này tí nó cũng lên dương 5 thì nó không đổi. Nên bảo toàn E của chúng ta ở đây chỉ có E nhận của mình là 2X.
thì bằng e cho. E cho của chúng ta ở đây thì chúng ta thấy ngay sắt của mình đang là sắt 2, thì tí nó lên sắt 3 thì nó cho 1 e thì nó bằng 1 y, nên chúng ta sẽ tìm được cho thầy là x của mình nó sẽ bằng 0,01, đúng chưa? Sắt nó bằng không, ở chỗ này là từ sắt 2 lên sắt 3 này đấy, thì x bằng 0,1, vậy thì từ đó chúng ta bấm được m thôi nhé. Em bấm thầy cano 3 là 101 nhân với x là 0,01 cộng fno 3 hai lần là 180 nhân với cái thằng y của chúng ta là 0,02 cộng 188 nhân 2y là 0,04, thì đây chính là kết quả của bài này. Chúng ta bấm cho thầy là 101 nhân 0,01 cộng 180 nhân 0,02 cộng 188 nhân 0,04, thì tổng kết quả của chúng ta nó sẽ bằng 12,13. Được chưa? Vậy thì câu 80 chúng ta sẽ chọn cho thầy phương án của mình là phương án B. Đấy là câu 80. Rồi, nói chung là cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần bảo toàn E hoặc là bảo toàn nitơ, hoặc là em có thể dùng bảo toàn oxy cũng được, bảo toàn oxy từ đầu đến cuối nhưng mà nhìn nó hơi loằng ngoằng thì thôi. Được chưa? Đấy là câu 80. Rồi, bây giờ những câu còn lại. Ở câu số 72 nhé. Đề bài nó bảo em là hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeS2, FeOH 2 lần và CuO cho m gam X vào bình kín chứa 1,875 mol khí oxy dư rồi nung nóng đến khi xảy ra hoàn toàn. Ngưng tụ toàn bộ hơi nước thì thấy áp suất trong bình giảm 10%. Thì cái kiểu bài này thực tế là chúng ta gặp rất nhiều lần. Đó là chúng ta sẽ phải viết thành cái phương trình nhiệt phân của nó. Thì trong đây chỉ có FeS2 này cộng với oxy thì nó biến thành Fe2O3 cộng với SO2. Ngoài ra thì có cái phương trình là FeOH 2 lần đốt với oxy, đúng nha. Thì nó biến thành Fe2O3 cộng với nước. Sau đó mình đi cân bằng thôi. Cái này 2 này, anh này là 4, anh này là 11 phần 2. Cái này là 2, 2 và nước, 2 với 3 là 5 oxy. Chỗ này là 1 phần 2 oxy, được chưa? Em sẽ đặt cho thầy anh này là A, anh này là B nhé. Thì anh này của mình là 11A phần 4, anh này là B phần 4, anh này là 2A. Thế bây giờ đề bài nó bảo là sau khi ngưng tụ hơi nước thì áp suất giảm 10%. Thì chúng ta nhớ là áp suất giảm 10%. Áp suất giảm 10%. Thì có nghĩa là số mol khí giảm 10%. N khí giảm 10%. Được chưa? N khí giảm 10%. Vậy thì bây giờ số mol khí giảm là gì? Thì đây là khí trước phản ứng là oxy, khí sau phản ứng là khí SO2. Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có ngay là NOC trừ đi NSO2 thì bằng 10% nhân với cái lượng khí ban đầu là 1,875. Nên tôi sẽ có phương trình là 11A phần 4 cộng với B phần 4 trừ đi 2A thì nó bằng 0,1875. Đúng nhỉ? Đấy, sau đó chúng ta có thể thu gọn cho thầy thành phương trình cuối cùng. 11 chia cho 4 thì nó bằng 2,75 trừ đi 2 thì nó còn 0,75A cộng 0,25B thì bằng 0,1875. Đấy là một phương trình nhá. Rồi, tiếp tục chúng ta sang thầy cái thí nghiệm số 2. Thí nghiệm số 2 nó lại bảo em là mặt khác cho hỗn hợp này và axit đặc nóng thì có khí SO2. Rồi, ok, chúng ta có phương trình tiếp theo là FeS2 này. Fe2O3 FeS2 FeOH 2 lần với CuO. Hỗn hợp này bây giờ tôi cho vào axit sulfuric đặc nóng thì chúng ta phải hiểu là sắt lúc này nó sẽ lên hết sắt 3, đúng không? Thì nó biến thành Fe2SO4 3 lần. CuO thì biến thành CuSO4, đúng không? Cộng khí SO2 và cộng với nước. Đấy là toàn bộ thông tin. Đấy, toàn bộ thông tin. Được chưa? Bây giờ nó cho em SO2 của mình là 35,28. Tôi chia cho 22,4 thì SO2 của tôi nó sẽ là 1,575. Đấy, muối của chúng ta là 332m phần 155 này. Còn anh này của mình nó là m gam. Rồi, nó bảo là trong x thì oxy chiếm 20,645% thì chúng ta hoàn toàn thể lập được phương trình tiếp theo. Bây giờ thế này nhé, là chúng ta có các cái ẩn ở đây thì mình sẽ quay lại đây là A này. À đây thầy xin lỗi, đây là A, đây là B. Thì hoàn toàn mình có thể bảo toàn E được ngay ở chỗ này. Bởi vì sao? Bởi vì Fe2O3 với CuO đã là mức oxy hóa cao nhất của sắt với đồng rồi. Thì nó không thay đổi, vậy thì chỉ có hai thằng FeS2 với FeOH 2 lần thay đổi thôi. FeS2 thì ta biết là sắt lên sắt 3, lưu huỳnh lên dương 6, có hai nguyên tử. 2 x 6 là 12, cộng 3 là 15E. Chúng ta đã làm quá nhiều, ta thuộc này rồi đúng không? 15A. FeOH 2 lần đang là sắt 2, tí lên sắt 3 cho 1E là B. Thì bằng E nhận. E nhận là SO2 thì trao đổi 2E thôi. 2 lần của 1,575. Chúng ta bấm hệ hai ẩn này nhé. Đấy. Kết hợp phương trình số 1 chúng ta suy thể A bao nhiêu và B bao nhiêu.
Chúng ta đợi thầy bấm tí. Phương trình đầu tiên là 0,75A cộng với 0,25B thì bằng 0,1875. Phương trình thứ hai là 15A cộng 1B thì bằng 2 nhân 1,575. Thì tôi có A bằng 0,2 và B bằng 0,15. Quá đẹp. Được chưa? Rồi, đã tính được hai anh này. Bây giờ còn hai anh còn lại thì chúng ta phải dự dựng dữ kiện muối với cái phần trăm oxy. Được chưa? Hai anh còn lại thì bây giờ chúng ta xử lý thế nào? Đấy. Quay trở lại một chút là chúng ta có cái anh hai anh AB rồi, đúng không? Hai anh AB rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cho thầy anh này là x đi, đúng không? Anh này là x này. Thế bây giờ nước của chúng ta bây giờ nó sẽ là x cộng với b. Đấy là mình bảo toàn hydro. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lập thành một phương trình, đó là phương trình bảo toàn khối lượng. Chúng ta thấy ngay m nhé, cộng với 98 nhân x thì nó bằng 332 m phần 155 này, cộng với SO2 là 64 nhân với 1,575 và cộng với nước là 18 nhân x cộng b thì là x cộng 0,15. Được chưa? Đấy là một phương trình. Rồi, phương trình thứ hai mình có thể lập được ở đây, đó là mình sẽ sử dụng bảo toàn lưu huỳnh, đúng nha. Thì chúng ta nhìn thấy ngay là bảo toàn lưu huỳnh này, thì chúng ta có ngay là 2A này cộng với x thì nó bằng số mol SO42 trừ trong muối cộng với số mol SO2 là 1,575. Vậy thì chúng ta sẽ tính thầy số mol SO42 trừ trong muối thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Thì nó sẽ bằng là 2A cộng x trừ đi 1,575, 2A là 0,4. Vậy thì ở đây là x trừ đi 1,175. Đúng chưa? Tại sao thì tính cái này? Bởi vì mục tiêu của chúng ta là ta bảo toàn nguyên tố oxy, bởi vì nó bảo oxy chiếm bằng này phần trăm. Đấy, nên tôi sẽ có một phương trình cuối cùng của tôi, đó là bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy, ta biết oxy trong anh đầu tiên nó chiếm là 20,645% thì nó sẽ là 20,645 nhân với m phần 16. Đây là oxy nguyên tử trong thằng đầu tiên, đúng không? Cộng oxy trong axit thì nó sẽ là 4x, thì bằng oxy trong gốc này là 4 lần của x trừ đi 1,175. Cộng oxy trong SO2 là 2 nhân 1,575. Cộng với oxy trong nước là x cộng 0,15. Được chưa? Đấy là phương trình số 3. Đây là phương trình số 4. Và đến lúc này thì chúng ta giải hệ 3, 4 thì là chúng ta kết thúc được bài toán nhé. Thì cái này thầy đã bấm hộ các bạn rồi. Giải thì chúng ta sẽ có A bằng và M bằng. Thì chúng ta sẽ có cho thầy là M chứ. M đây nó sẽ bằng 77,5. Còn x của mình nó sẽ bằng 2,4. Được chưa nhỉ? Đấy thì mình giải được hai cái ẩn như vậy. Cái việc giải của các em nhé. Đây thì chúng ta sẽ chốt lại thầy câu này là 77,5 thì chúng ta sẽ chọn thầy phương án D. Được chưa? Đấy là lời giải cho câu số 72, một câu vận dụng cao, đáp án của mình là D. Tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 73 là câu về muối mo. Cái muối mo thì thực tế là nó, cái đề của sở Nam Định là toàn đi ăn trộm của các đề của sở khác thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là nó tập hợp được nhiều câu hay nhưng mà chúng ta cũng nên chữa, đúng không nhỉ? Mặc dù cũng sắp thi rồi. Nếu mà em nào mà học thầy từ đầu thì tất cả các câu này đều có trong các đề mà thầy đã chữa, chứ không phải là không có câu, chứ không phải là ở đây là các câu mới. Những câu này đều đã có nhé. Nhưng mà chúng ta vẫn nên chữa lại vì nhiều bạn sẽ không thể nắm được, đúng không? Bây giờ câu 73 thì bước 1 là em sẽ tìm cho thầy được công thức của cái muối mo. Bước 1 là tìm công thức của muối mo thì chúng ta sẽ gọi nó là FeX Ni SZ HT và OP đi, thì chúng ta có x chia y chia z chia t chia p thì nó sẽ bằng, chúng ta sẽ lấy 14,29 phần 56 cộng với 7,14 phần 14. Thầy xin lỗi, chia tiếp là 16,33 phần 32, chia tiếp 5,1 phần 1 và chia tiếp 57,14 phần 16. Đấy là bước đầu tiên. Được chưa? Xong bước đầu tiên thì chúng ta sẽ phải chủ động, chúng ta đi đổi cho thầy nó thành cái công thức cuối cùng của cái muối mo. Đấy, thì công thức cuối cùng thì em sẽ có cái tỷ lệ em tự làm nhé. Hoặc không bây giờ thầy giúp chúng ta là 14,29 này. Em bấm 14,29 chia cho 56 thì nó là 0,255 này. Chia cho 7,14 phần 14 thì nó sẽ là 0,51. Chia cho 16,33 phần 32 thì anh này là 0,51. Chia cho 5,1
và chia cho 57,14/16 thì cái tỷ lệ cuối cùng của chúng ta nó là 3,57. Được chưa? Thì cái này em coi số bé nhất là 1 thì đây là 2, kia là 2, kia là 10. 3,57 chia cho 0,255 thì nó sẽ là 14. Vậy thì anh này của mình công thức phân tử nó sẽ là Fe này N2S2H10O14, hay chúng ta sẽ đổi cho thầy thành FeSO4 ngậm, đúng nha, NH4 2 lần SO4 đấy, và còn lại là ngậm nước. Thế giờ chúng ta sẽ tính cho thầy là anh này là 14 oxy mà chỗ này đã tốn mất 8 oxy thì còn 6 nước, và kiểm tra hydro là từ cái anh này là 20 chứ, thầy xin lỗi, cái này là 20. 5,1 chia cho 0,255 là 20. Đấy. Thì nó là 20 ở đây. Vậy thì anh này là 6 x 2 12 cộng với 8 là 20 nước đủ. Đây chính là công thức của muối mo nhé. Thì các em cứ làm cẩn thận thôi. Đấy. Amoni sunfat ngậm sắt 2 sunfat ngậm 6 nước thì đấy là công thức muối mo. Được chưa? Đấy là bước 1. Bước 2 này. Nó bảo em là độ tan muối mo ở 20 độ C là 26,9 gram và ở 80 độ C là 73 gram. Khi làm nguội 200 gram dung dịch muối mo bão hòa từ 80 độ C xuống 20 độ C thì bao nhiêu gram là kết tinh? Thì chúng ta sẽ có là 200 gram dung dịch muối mo ở 80 độ C có M của muối tan thì nó sẽ bằng gì? Ở chúng ta có công thức là C phần trăm thì nó bằng gì? S chia cho S cộng 100. Đây là công thức tính độ tan đúng không? Và ta nhân cho thầy với M dung dịch là 200 thì nó sẽ bằng S của chúng ta, độ tan của nó ở 20 độ C là đầu tiên nó đang xét được bao nhiêu độ C nhỉ? 80 độ C à? 80 độ C thì độ tan của nó là 73 thì chúng ta sẽ lấy 73 chia cho 73 cộng 100. Đây là nồng độ phần trăm này. Và ta nhân với 200 là M dung dịch. Em bấm nhé, 73 chia 173 nhân 200 thì nó sẽ bằng là 84,4 gram. Đấy là ban đầu. Rồi, đến đây thì cái quan trọng nhất của cái bài tập độ tan của cái muối ngậm nước ấy thì chúng ta phải biết cách gọi ẩn. Thế bây giờ ở 20 độ C thì chúng ta cứ gọi cho thầy là cái lượng muối mo tách ra là x mol nhé. Ở em ghi thầy gọi x bằng số mol của muối mo. Đấy, em ghi thầy là bằng số mol của muối mo tách ra ở 20 độ C. Được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ có ngay là M của dung dịch sau thì nó bằng bao nhiêu đây? Thì tôi lấy dung dịch ban đầu là 200, tôi trừ đi cái anh muối mo đã tách ra thì tôi bấm phân tử khối của muối mo nhé. Nó sẽ là 152 này cộng amoni sunfat là 18 nhân 2 cộng 96 cộng với 6 nhân 18 thì M lớn nó bằng 392x. Đây là khối lượng dung dịch sau. Và tiếp tục là khối lượng của chất tan lúc sau. Thì tôi có chất tan ban đầu là 84,4. Tôi trừ đi cái chất tan đã tách ra thì cái chất tan ở đây mình chỉ tính cái đoạn này thôi nhé, chứ không tính nước. Đúng không? Nước nó nằm trong dung dịch mà. Chất tan của chúng ta sẽ trừ đi cái đoạn kia là 152 cộng với 18 nhân 2 cộng 96. Thì trừ đi 284x. Thì tôi lại có là độ tan của nó ở 20 độ C là 26,9. Vậy tôi có ngay C phần trăm thì nó bằng 26,9. Chia cho 126,9, đây là công thức. Thì tôi lấy 84,4 trừ đi 284x chia cho 200 trừ đi 392x và tôi giải phương trình tìm x, đúng không? Đấy, thì bây giờ việc của chúng ta là phải giải cái phương trình này. Tôi có 84,4 này trừ đi 284x này chia cho 200 trừ đi 392x và nó bằng là 26,9 chia cho 126,9. Đấy, sau đó chúng ta giải thôi. X nó bằng 0,209. Vậy thì lúc này chúng ta có ngay là M gam muối mo tách ra. Tách ra. Thì em sẽ lấy 0,209. Thì em nhân cho thầy với 392. Thì nó sẽ bằng 81,9. 81,9 gam. Đúng nhỉ? Đáp án của mình là A. Đấy. Chính xác là 81,96 luôn. Đúng chưa? Đấy là lời giải chi tiết cho cái câu muối mo này. Nói chung câu này em không cẩn thận em sẽ bị lừa. Em chú ý hộ thầy là cái kinh nghiệm khi mình làm về cái bài tập muối ngậm nước ấy là mình sẽ đặt số mol của nó tách ra nhé. Đặt số mol tách ra. Em mà đặt khối lượng tách ra em sẽ rất khó để làm. Và cái mấu chốt của mình là cái chất tan lúc sau ấy
Thì em nào mà tính cả nước mà không được, mà chúng ta chỉ tính cho thầy cái phần muối của nó thôi. Được chưa? Cái câu này rất nguy hiểm và rất nhiều sở, rất nhiều trường, thậm chí là những giáo viên hàng đầu Việt Nam người ta vẫn thỉnh thoảng vẫn có những lỗi khi người ta chữa những cái bài này. Trên mạng em có thể tìm thấy cái đề của trường chuyên khoa học tự nhiên lần 1 đấy. Em có search trên mạng thì cái đề trường chuyên khoa học tự nhiên lần 1 năm nay, năm 2024 đấy, thì thầy khẳng định các bạn hầu như tất cả những người chữa cái bài đấy trên mạng đều chữa sai. Được chưa? Chữa khác hẳn so với đáp án của trường chuyên khoa học tự nhiên người ta đưa ra. Bởi vì người ta khi người ta tính vào cái chất tan lúc sau người ta tính cả nước nó không được rồi. Nước ở đây nó cho vào dung dịch thì nó hòa tan hết ra rồi nhé. Chất tan chỉ là cái phần muối thôi. Lưu ý. Rồi, đấy là câu số 73, đáp án của mình là A. Câu số 75. Câu 75 là một câu este vận dụng cao. Thì bây giờ nó bảo em đó là cho hợp chất hữu cơ X, đấy, cho hỗn hợp các chất hữu cơ đó là X là axit no, đấy, Y với Z là hai ancol không no đơn chức, T là este của bọn này. Đúng nhỉ? Thì bây giờ chúng ta tóm tắt đề bài là chúng ta có hỗn hợp của mình gồm có hỗn hợp M này, nó gồm có gì đây nhỉ? M ở đây chỉ gồm có Z với T thôi à? Ờ, Z với T cộng với oxy thì nó sẽ thu được CO2 là 0,27 và nước là 0,18. Đấy là thí nghiệm đầu tiên. Thí nghiệm số 2 của chúng ta thì nó cho em là 0,06 mol M. 0,06 mol M cho vào kiềm thì nó được M muối khan này, muối E này cộng với hỗn hợp ancol G. Ancol G đúng không? Và E của chúng ta bây giờ đốt cháy thì nó có CO2 nước Na2CO3. Đó, Na2CO3 là 0,04. Còn đốt cháy G thì nó được CO2 là bằng 0,3. Được chưa? Đấy là tóm tắt đề bài, đây là A gam nhá. Bài này có hai thí nghiệm. Rồi, thế bây giờ chúng ta xử lý hai thí nghiệm này thôi. Sau khi tóm tắt đề bài xong thì chúng ta quay trở lại một chút. Đó là cái thằng Na2CO3 là 0,04 thì NaOH của mình nó là 0,08. Được chưa? NaOH là 0,08 ấy. Thì bây giờ là số mol của nhóm chức OH nó cũng sẽ là 0,08, đúng không? Em suy cho thầy là số mol NaOH là bằng 0,08 này. Từ đó ta suy cho thầy đi. Trước khi chúng ta làm, chúng ta đọc lại đề bài một lần nữa thì nó bảo là Z với T. Z của tôi là ancol này, T của tôi là este. Đấy, vậy thì OH trong ancol thì nó sẽ bằng OH trong NaOH. Thì cái này là bằng số mol OH trong ancol cũng sẽ là 0,08. Nhưng mà OH trong ancol của chúng ta ở đây nó chính là trong G này, đúng không? G của mình ở đây nó chỉ là các cái thằng chứa các cái gốc ancol đơn chức thôi. Vậy thì số mol của G của mình nó cũng sẽ là 0,08. Đúng chưa nhỉ? Số mol của G nó cũng sẽ là 0,08. Đấy. Và bây giờ nó bảo là đốt cháy hoàn toàn G được 0,3 mol CO2. Bây giờ chúng ta phải phân tích được cho thầy Y với Z nó là bao nhiêu. Hỗn hợp của mình nó là 0,06. Rồi, ok, đây, dễ rồi. Thế bây giờ M thầy sẽ tóm tắt lại cho các bạn một tí nhé. Thầy đẩy cái này sang đây đã. Đây, G người ta nó gồm, M của chúng ta gồm hai thằng. Đó là thằng Z và thằng T. Z của mình ở đây nó là bao nhiêu nhé? Z của mình ở đây nó là ancol. Ghi rõ ra, đơn. Còn T là este 2 chức. Este 2 chức. Đó. Viết ra cho dễ nhìn. Thế bây giờ chúng ta thấy ngay là cái này thì mình có thể bỏ qua luôn một tí đã. NaOH là 0,08 thì từ đó chúng ta sẽ truy về số mol của T. Bởi vì trong đây nó chỉ có T phản ứng NaOH thì nó sẽ là 0,04. Mà tổng Z với T là 0,06 thì số mol của Z của mình nó sẽ là 0,06 trừ đi 0,04 thì nó bằng 0,02. Đó. Đến đây là gần như xong rồi. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta đi tìm cho thầy hai ancol trong G. G có, thứ nhất là có ancol Y và ancol Z, đúng không? Trong T này cũng có một ancol Z. Vậy thì tổng ancol Z của mình nó sẽ bằng là 0,02 cộng với 0,04 thì nó là 0,06. Và trong T của mình cũng có một ancol Y thì ancol Y của mình nó sẽ bằng 0,04. Đúng chưa? Bây giờ nó bảo đốt cháy mà CO2 bằng 0,3, vậy thì chúng ta sẽ chỉ cần đi bảo toàn carbon. Thì chúng ta có ngay carbon trong Y nhân 0,04 cộng carbon trong Z nhân 0,06 thì nó bằng 0,3. Lúc này giải nghiệm nguyên rất là dễ, nhẩm phát ra ngay. Chúng ta có CI bằng và CZ bằng. Được nhỉ?
Thì em sẽ bấm được cho thầy CI của mình nó sẽ bằng 3 và CZ nó bằng 3. Đây là cặp nghiệm duy nhất nhá, cặp nghiệm duy nhất. Và bài này nó nói luôn là ancol của mình là ancol không no, đúng chưa? Ancol không no. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kết luận ngay được là một anh là C3H5OH và một anh là C3H3OH. Tại sao chỉ có thể là hai anh này thôi? Bởi vì chúng ta phải hiểu là một anh của mình ấy nó có thể là có nối đôi. Đúng không? Một anh của mình có thể là có nối ba. Và đây chỉ là hai, đây là hai anh duy nhất không no có ba carbon đơn chức. Vậy thì đấy là một trong hai thằng này nhé. Đấy là Y với Z. Nhưng mà lưu ý hộ thầy là MI lớn MZ. Đây là Y này, đây là Z. Nó thỏa mãn điều kiện là MI lớn MZ để cho đây. Đó là chúng ta đã tìm được hai ancol. Bây giờ ta đi tìm muối là xong. Đúng nhỉ? Ta đi tìm muối là xong. Bây giờ chúng ta muốn làm thì chúng ta có thể ghi đồng đẳng hóa luôn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ quy cái hỗn hợp này thành Z của tôi nó sẽ là C3H3OH này. Hỗn hợp ở thí nghiệm 1 đấy. Còn cái chất T của tôi sẽ quy thành cái muối, cái este của axit oxalic này, một đầu là C3H5, một đầu là C3H3. Phần thừa ra là nhóm CH2, được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cho thầy anh này là X, anh này là Y, anh này là Z đi. Bây giờ chúng ta có số mol CO2 bằng 0,27 thì là 3X cộng với 8Y cộng với Z thì nó bằng 0,27. Số mol nước của chúng ta thì bảo toàn hydro thì anh đầu tiên là 3 với 1 là 4, hydro là 2X cộng với 5 với 3 là 8 là 4Y cộng với Z thì nó bằng 0,18. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ có cái tỷ lệ nào? Em chú ý hộ thầy là lúc này em sẽ có nhé là NI chia NZ chia NT. NZ chia NT thì nó đang bằng là 1/2, đúng không? Vậy thì tôi có một phương trình nữa là Z chia T, nên tôi có là X chia Y thì cũng sẽ bằng 1/2. Đó. Nhớ là chúng ta sử dụng kết quả của thí nghiệm 2 để chúng ta tính cho thí nghiệm 1. Được chưa? Đây thí nghiệm 1 này, đây thí nghiệm 2. Thế bây giờ xong rồi, giả hệ ba ẩn thôi, đúng không? Em đợi thầy một chút nhé, thầy bấm máy xem nào, x, y, z bao nhiêu. Hệ 3 ẩn. Menu 913 này, 3x cộng với 8y cộng với 1z thì bằng 0,27. 2x, 4y, 1z thì bằng 0,18. 2x trừ đi 1y, 0z thì bằng 0. Thì chúng ta có một thằng là 0,01, một thằng là 0,02, một thằng là 0,08. Đó, vậy thì chúng ta có x bằng 0,01, y 0,02 và z bằng 0,08. Rồi, bây giờ nó yêu cầu em là tìm phần trăm khối lượng của T. T của chúng ta là este, đúng không? Vậy thì chúng ta có ngay là M của T. Em nhớ thầy là T của mình nó chính là hai anh này luôn. Được chưa? Và đây chính là anh Z. Vậy thì MT tôi sẽ lấy cái anh thứ nhất là 88 cộng 41 cộng C3541 cộng 39 là 168 nhân với Y là 0,02 cộng với 14 nhân 0,08 thì nó sẽ bằng là 4,48. Đúng chưa? MT của chúng ta nó sẽ bằng là 4,48 gram. Còn MZ thì nó sẽ bằng C3H3OH là 39 cộng 17 56 nhân với 0,01 thì nó sẽ bằng 0,56 gram. Đấy, từ đó chúng ta sẽ bấm thầy là phần trăm MT. Tôi lấy 4,48 chia cho 4,48 cộng 0,56 thì nó sẽ bằng là 88,89%. Nhé. Rồi, 88,89 thì đáp án của bài này là đáp án B. Được chưa? Đấy là câu 75. Rồi, sang câu số 77. Là câu lấy từ đề thi của trường chuyên Phạm Bội Châu tỉnh Nghệ An. Cái sở Nam Định hơi mất mặt quá nhỉ. Toàn lấy câu mà có sẵn, không có cái gì sáng tạo cả. Câu số 77 thì cái bài này nó nói đến axit malic. Thì axit malic ở đây nó nói rõ với chúng ta là có phần tử khối 134. Được chưa? Phần tử khối 134. Và nó bảo là có hai nhóm carboxin và một nhóm OH. Vậy thì thứ nhất là axit malic là HO R và COH 2 lần. Có M lớn bằng 134 thì em giải cho thầy được nhé. R nó bằng 27 là C2H3.
Vậy thì từ đó chúng ta có công thức cấu tạo là HO này nối C2H3 và nối với hai nhóm COH, đây chính là malic acid. Được chưa? Đấy, xong bước 1. Sau đó nó bảo em là đun nóng acid malic với ancol. Đấy, đây là bước 1 này. Bước 2 của chúng ta là tôi có malic acid C2H3 và COH 2 lần này. Nó đun với ancol ethylic. Khi có mặt acid sulfuric đặc thì nó sẽ tạo ra được ba chất là H1, H3, trong đó là H1 không làm sủi bọt khí. Với NaHCO3 thì H1 nó phải là este, đúng không? Đấy, thì H1 phải là este, chứa nhóm chất este, thì nó sẽ là HOC2H3 và COC2H5 tất cả hai lần. Bởi vì H1 này không phản ứng với NaHCO3 thì lúc này cả hai nhóm chất axit của axit malic này đều đã phản ứng, không còn nhóm axit tự do. Được chưa? Tiếp tục là chúng ta có thể ghi luôn thầy là M lớn của H1, em tự bấm nhé, nó là 190. Được chưa? Cái này thầy giải đề trường chuyên Phát Bội Châu nên thầy nhớ rồi. Tiếp tục này, còn H2 với H3 thì là hai đồng phân của anh còn lại là HOC2H3, một đầu là COH và một đầu là COC2H5. Tại sao lại có hai đồng phân? Thì chúng ta nhìn thấy cái thằng CH3 đây. Đây là acid malic nhé, và một cái OH ở đây. Thì chúng ta thấy ngay là nếu mà gắn C5 bên này nó sẽ khác với cái chuyện gắn C5 bên tay trái này, đúng không? Đây này, đấy là hai cái đồng phân khác nhau C2H của H2H3, và H2H3 đều có phần trăm carbon là bằng đấy. Em có thể kiểm tra lại phần trăm carbon thì nó cũng đúng bằng 44,44%. Em tự kiểm tra. Được chưa? Đấy là H2H3. Rồi. Đấy. Đấy là mình đã tìm được ba chất rồi nhé. Và chúng ta ghi thêm cho thầy là M lớn của H2 bằng M lớn của H3. Nó đồng phân mà, bằng 162. Được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ thấy tiếp này. Nó bảo là trong hỗn hợp 3 sản phẩm trên thì H1 chiếm 53,98%. Đấy, chiếm 53,98%. Thế bây giờ cách làm của chúng ta là chúng ta sẽ bấm cho thầy luôn là cái số mol của H1 là bao nhiêu. Đúng không? Số mol H1 là bao nhiêu nhé. Em có thể xử lý bằng cách em giả sử. Em giả sử cho thầy là cái thằng hỗn hợp của mình nó là bao nhiêu gam. Thì em bấm được cho thầy H1 và còn lại là H2. Được chưa? Ở đây nó không nói rõ là cái 3,52 gram X à? Nó cho em 3,52 gram hỗn hợp X. Đây, ok. Vậy thì chúng ta sẽ ghi đây là 3,52 gram. Nó cho luôn đấy. Ở cái tính câu B á, chúng ta tính ngay câu B luôn nhé. Vậy thì chúng ta có ngay là số mol của H1 này. Nó bảo H1 chiếm 53,98% về khối lượng. Em bấm thầy là 0,5398 nhân với 3,52 và chia cho phân tử khối là 190. 190. Thì số mol anh này sẽ là 0,01, 3,52 nhân 53,98% và chia 190 thì nó sẽ bằng 0,01. Anh này là 0,01 mol, được chưa? Hai anh còn lại là số mol H2 cộng số mol H3 thì em sẽ lấy 3,52 trừ đi 0,01 nhân 190 và chia cho 162 thì anh này cũng là 0,01. Đấy là tổng số mol H2H3. Được chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem phát biểu nào đúng đã nhé. Thì cái phát biểu thứ nhất nó bảo em đó là H1, H2H3 đều tạp chức đúng, bởi vì H1, H2H3 đều có cả ancol, có cả este hoặc acid. Đấy, câu B là để tác dụng vừa đủ với 3,52 gam X cần 16 gam NaOH. Thì chúng ta thấy ngay là số mol NaOH khi phản ứng với 3,52 gam X thì nó sẽ bằng. Anh thứ nhất là hai chức thì là hai lần số mol H1. Anh thứ hai cũng có hai chức tác dụng là bằng hai lần số mol H2 cộng H3. Vậy thì tổng nó sẽ là 0,04, nên chúng ta sẽ bấm nút thầy là M dung dịch NaOH 10% thì nó sẽ bằng. Chúng ta bấm thầy là 0,04 nhân 40 là 0,04 nhân 40 rồi chia cho 10%, chia cho 0,1 thì nó sẽ bằng 16 gam. Được chưa? Ý B cũng đúng. Đấy. Tiếp tục là chúng ta xác định H4, nó bảo là đun nóng malic acid. Đun nóng một mình nó thu được H4. Vậy thì chúng ta sẽ ghi thầy là malic acid là HOC2H3 COH tất cả hai lần. Mà đun nóng một mình nó với acid đặc thì cái H4 là gì? Thì ở đây em phải nhớ hộ thầy là anh này nó có cả
nhóm trước ancol, nhóm trước axit, thì khi các phân tử này mà đun với nhau ấy, thì nó sẽ thực hiện được cái phản ứng este hóa. Thì em sẽ tìm được cho thầy cái thằng H4 nhé. Đây là axit malic này. Thế còn H4 của mình nó sẽ là gì? H4 nó sẽ là chúng ta có thể vẽ thành cái axit malic đây, HO này, C2H3, một đầu là COH, đầu còn lại cũng là COH đây. Đây là axit malic. Một axit malic còn lại của chúng ta thì chúng ta sẽ vẽ ngược phân tử đi và chúng ta sẽ tạo ra được một cái este, một cái hợp chất có một cái hợp chất mà do hai cái phân tử này kết hợp với nhau, chúng ta sẽ để hai phân tử này. Và sản phẩm của chúng ta nó là ở đây, thầy sẽ vẽ cho các bạn, nó là HOOC nối C2H3. Được chưa? Một đầu của chúng ta ở đây nó là HOC, nó sẽ thực hiện cái thằng este hóa, thì cái ancol thằng này nó sẽ kết hợp với nhóm axit của thằng còn lại là OOC. OOC này nối C2H3. Đấy, một đầu này nó sẽ để là một nhóm OH tự do, một đầu này là một COH còn lại. Đây chính là một trong các sản phẩm như vậy. Ở đây thì tại sao mình kiếm được thì mình phải thử thì mình mới tìm được H4, chứ không có cách nào đâu. Chỉ có thể thử thôi. Được chưa? Thử H4. Em có thể bấm lại thầy M lớn anh này nó bằng 250 nhé. Và phần trăm carbon em có thể kiểm tra luôn này. Anh này có bao nhiêu carbon? Hai cái phân tử axit malic của mình là có 4 carbon đúng không? Là 4 nhân với 12 chia cho 250 thì phần trăm của nó. À đây là hai phân tử này thì là 8 carbon đúng không? 8 nhân 12 chia cho 250 thì phần trăm carbon đúng là 38,4%. Phần trăm carbon chính là 38,4%. Đó, đấy là cái bước này. Nói chung là cái câu này thì không đơn giản. Câu này thì mình phải thử rất là nhiều. Nếu mà em có nhiều kinh nghiệm thì hai phân tử axit malic nó sẽ este hóa được với nhau để tạo thành một cái este mà nó sẽ là cái dạng nối giữa este này và este kia. Đấy, thì em phải làm nhiều em mới có kinh nghiệm được. Chỗ này em phải chấp nhận nha. Rồi, ok. Người ta có thể gọi đây là phản ứng tạo ra este nội phân tử. Câu C nó bảo là H4 phản natri thì cho số mol H2 gấp đôi H4. Nào, H4 mà cộng natri nhé. Thì em để ý thầy, H4 của mình có 1, 2, 3, 4 nhóm chức, đúng không? Anh này mà cộng natri á, thì nó sẽ sinh ra được 2 hydro. Rồi. Thế còn bây giờ là nó hỏi ý nào nhỉ? Ý D là H3, H4 có cùng số hydro. Từ từ, ý C mình đã đúng nhé. Bởi vì hydro là gấp đôi mà. Ý còn lại nó bảo em là H3H4 có cùng số nguyên tử hydro. H3H4 đây, H3 là có 1, 2 với lại 3 nữa là 10, là 5, 5 với 5 là 10. H4 của mình có 1, 2 với chỗ này là 3 này, là 5, bên kia cũng là 5 nữa, thì tổng là 10 hydro. Câu D cũng đúng, là có 10 nguyên tử hydro. Bài này chúng ta chọn tất cả đều đúng. Đáp án của mình câu số 77 là đáp án D. Được chưa? Câu này thì em có thể tham khảo cái video thầy chữa đường đề của trường chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. 77D. Rồi, ok. Ở đây thầy ghi nốt cho các bạn mình ý nữa. B đúng này. Đúng chưa? Ok, đấy là thông tin. Tiếp tục sang câu cuối cùng là câu 79. Câu 79 thì nó bảo em là một mẫu quặng bôxit có 4% Al2O3. Người ta dùng 400 tấn quặng bôxit này để sản xuất nhôm. Đấy, và người ta dùng nhôm để kéo thành các đường dây cáp. Biết rằng khối lượng nhôm trong 1 km dây cáp là 1.074 cân. Hỏi số km dây cáp rất là dễ. Chúng ta có Al2O3 tạo thành 2Al, đúng không? Anh này là 400 tấn nhân 40% thì nó là 160 tấn, đúng không? Chúng ta có thể trình bày là theo phương trình. Theo phương trình anh này là 102. Anh này là 2 x 27 là 54. Theo bài ra thì anh này của chúng ta là 160 tấn, thì anh này của chúng ta nó sẽ là bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy 160 nhân 54 chia 102. Hiệu suất của chúng ta bằng 90%. Nhân với 90% thì nó sẽ bằng. Chúng ta có 160 nhân 54 nhân 0,9 chia 102 thì nó sẽ bằng là 76,235. 76,235 tấn. Vậy thì chúng ta sẽ có ngay là số km thì nó sẽ bằng 1 km thì nó nặng 1.074 cân. Vậy thì tôi có 76,235, tôi chia cho 1,074, đúng không? Đấy, chia cho 1,074 thì số km mình nó bằng xấp xỉ 71 km. Xấp xỉ 71 km. Đáp án mình là C, 79, chúng ta chọn C. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã chữa xong toàn bộ cái đề này rồi đấy.
Thầy khoanh lại nốt cho chúng ta những câu mà thầy để trống bên trên nhé. Chúng ta có câu 79 là C này. 77 là D cả bốn phát biểu này. Đúng không? Câu số 75 là B này. Rồi. Câu số 73 muối mo thì là A. Đúng nhá, 73 là A. Câu số 72 thì chúng ta vừa chữa là đáp án D, đúng không? Đấy, 72. Chúng ta chọn D. Rồi còn câu nào không? Hết rồi đúng không? Ok, vậy là chúng ta đã chữa xong đề của Sở Nam Định. Nói chung cái đề này nếu mà đứng một mình thì nó tương đối hay đấy. Nhưng mà do nó là đề đi ăn trộm của các đề của các sở khác nên chúng ta mà chữa đề này là chúng ta cũng ôn lại được các đề khác cũng tương đối ổn, đúng nhỉ? Thì các em rút kinh nghiệm nhé. Những cái câu nào sai ở đề này chúng ta có thể xem lại cho thầy những bài tập tương tự. Em có thể tìm được những bài tập tương tự cho những câu này. Em có thể search trên Google rất nhiều bài luôn. Bởi vì những cái ý tưởng ra những cái đề này thì nó đã ra ở các sở khác rồi mà, các tỉnh khác rồi. Nên chúng ta có thời gian thì chúng ta search thêm nhé. Rồi bye bye, hẹn gặp lại ở các bài tiếp theo.